con trẻ. Sao mà mày có muốn đi chơi không? Trời ơi, thử xe nào. À, sau một tháng bị khóa mỏm, hôm nay là Mai đã trở lại ăn hại hôm xưa. Trời, chút ngang để tôi chia sẻ đồ quan sát lên mấy cái trang tôi chứ bữa giờ bị khóa đâu, nó đâu cho làm gì đâu, nó đâu cho chia sẻ đâu cho rồi đâu. Hello, chào nha, chào tôi chút. Cái view cho sếp, cái view cho sếp, cái view cho sếp đây các em ơi. Có nhận rồi anh, có nhận. Với lại dạo này wifi bị gì á mà sao ở trong này nó mờ thế. À đây rồi, hello. Xin chào mọi người, lâu quá không gặp. Bữa giờ tôi hoạt động trên Facebook phụ ông bà con ơi. Ê ê, trời ơi, có cần phải 3-4 điện thoại mở livestream cùng lúc vậy mấy má. Trời ơi, tôi giờ thấy vậy cho lượng fan hâm mộ hùng hậu lắm mà con ha. Mỗi lần mà chuẩn bị livestream là fan lên chia sẻ thả tim các kiểu. Hello anh Tú, long time no see à. Em bị khóa Facebook 1 tháng rồi. Cho nên là những cái tin nhắn của mọi người gửi cho tôi cách đây 1 tháng đổ lại bên nick này là tôi không có trả lời được nha. Bây giờ mai chút nữa mới bắt đầu ngồi trả lời mấy cái tin, chờ mấy tin đã bị lọc. Dạ tụi em khỏe anh Tú ơi, khi nào anh về? Nay mập lên hả? Có mập không? Tôi thấy tôi cũng vậy mà. Về mẹ mới chê ốm chứ không có mập bà con. Chắc tại tôi để cái điện thoại này mọi người nhìn tưởng tôi mập chứ tôi thật ra vẫn 4 mấy ký xì ke như ngày nào thôi. Nhìn con chó cưng quá hả? À, cho bà con dạo tiệm tôi một vòng. Sáng giờ mới có làm 2 lượt khách thôi bà con ạ. Một lượt là đang làm dưới bít cái lưng, với 1 lượt là xăm tên người yêu với tên của mình là về rồi. Bây giờ tôi đang chờ lượt khách buổi chiều đây. Chị Duyên sao tóc dài kìa. Duyên ra đây. Trời, bữa nay có cái chỗ ngồi livestream ưng ghê vậy. Ui, ảo quá. Ảo không? Trời ơi, bữa nay Duyên này nó cắt tóc undercut thôi bà con. Nè, nó cạo hết xung quanh này đó. Xong rồi cái này không phải tóc nó đâu, cái này là sợi ni lông nó mua về nó cột lên do tưởng nhúng tóc của nó đó. Chứ lúc mà nó thả ra tóc nó ngắn lắm, ngắn hơn tóc tôi lận. Qua năm mới về hả anh Tú? Ok, về nhớ ghé tụi em nha. Ok anh Tú. Anh Tú xin gửi lời hỏi thăm cả nhà. Dạ. À, bà con, cho bà con coi đây là cái tủ tôi trời ơi, làm họ khuyên mấy năm trời rồi mà bây giờ mới có cái chỗ để mấy cái kiểu khuyên kiểu lên để cho mọi người lựa nè. Ít bữa nữa nha. Ít bữa nữa tôi nhập về nhiều mẫu tại bữa giờ bán gần hết còn mấy cái mẫu như thế này thôi. Cái bữa nữa tôi nhập một đống khuyên mới về cho bà con lựa. Trời, mới sắm cái bàn cho khách ngồi xỏ khuyên sẵn, trưng bày khuyên luôn. Đang làm thấy thông báo hả? À, có người có thông báo, có người không có nha. Cho gần 500 anh em vô coi rồi. Cho em học nghề hả? Học nghề thì lên đăng ký đó bà con. Tụi tôi có chương trình học 3 ngày học thử. Bà con cứ tới học thử, nếu mà ưng thì ngày thứ tư đóng tiền học phí. Còn không ưng thì thôi khỏi tới nữa cũng được, không sao. Gì đây? Hello hai vợ chồng họ nhà than nha. Trời, tôi đâu có than gì đâu bà con, tôi nói thiệt cái chứ. Tôi không có than hết, bữa nào ế là tôi livestream lên tôi nói ế để cho mọi người tôi ủng hộ, bữa nào đông là tôi livestream tôi kêu đông quá làm không kịp chứ không có than. Bữa nào có tiền kêu mình có tiền, bữa nào không có tiền kêu nghèo rồi à.
cho em hỏi tổng giá trị hình xăm trên người chị là bao nhiêu tiền? À, trên người tôi thì chắc là tính bằng mực thôi bà con. À, khoảng bao nhiêu trang mực, khoảng bao nhiêu cây kim rồi vậy thôi, chứ còn tôi đâu có ai xăm lấy tiền đâu. Có một số thợ ngày trước tôi đi xăm á, thì mất 5-3 triệu gì đấy. À, tùy hình. Mà còn lại là cây nhà lá vườn tự học trò rồi nó đè xuống nó xăm thôi bà con. Quán địa chỉ hả? Số 7 mà đường 14 Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh. Hola saludos de Mexico. À, phải tôi đọc tiếng Mexico ghê không? Hello, hello everyone. I live in Vietnam, but my English is not really good, so I can't talk English. Đúng rồi, hình xăm trên người tôi là vô giá. Ai nói mắc tiền thì là mắc, mà ai nói rẻ tiền thì là rẻ thôi. Bông nong như chị size 10 giá bao nhiêu hả? Này hả? Size 10 hả? Có luôn nha, có size 10 à. Mới bán cho ông Thiện cái à, giá là 180 ngàn bà con. Cái này sáng lắm. Đâu rồi? Để kéo ra đây cho coi cái độ sáng của nó. Đấy, đây là camera thường nha. Ở bên ngoài nó còn sáng và long lanh hơn trong camera nhiều. À, đẹp không? Qua đây. Mấy cái kiểu mà long lanh lóng lánh rồi, mấy kiểu hột hột chiếu chiếu là bên tôi hay bán, chứ tôi không có bán mấy khuyên màu. À, bán những cái như thế này nè, những cái đeo thông dụng hàng ngày thôi bà con, bền với thời gian. Còn những cái trang sức ví dụ như lâu lâu mới có thể đeo vô một chút đó, thì tôi ít bán lắm. Đây, một hình mini khoảng 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn, 600 ngàn cũng có bà con. Tùy theo cái mẫu mà bạn muốn là cái gì. Lần nào về quê hả? À, tôi mới về, tôi mới vô được 2-3 bữa à. Mà bà con muốn ở quê muốn đi xăm cứ ghé đi. Có Nhật với mấy nữa ở bên nhà đó. Ghé lúc nào cũng có thợ xăm đó, đó. Trừ khi mà tôi kêu tụi nó vô để học hành hay họp hành cái gì đó thôi. À, sỏ lửa bên mình 300 ngàn nha. Có ship về Phan Thiết không? Có luôn. Ship tận giường luôn bà con, gửi cái địa chỉ Phan Thiết qua tôi. Nhưng mà bà con trả tiền ship nha, để tôi gửi bưu điện. Chắc là mất mấy chục ngàn tiền ship á. Ship tận giường tận răng. Cho coi anh xăm bít lưng đi. Đây. Cho coi xăm bít lưng. Ở dưới công trình này đang thi công chắc có thể 20 năm nữa mới xong. Khách này là khách quen. Hai chiều năm rồi. Anh này da ảnh rất là đen, cho nên ảnh xăm màu là nó không có đẹp bằng xăm trắng đen. Đang làm nha bà con, từ từ. Xăm lâu lắm rồi. Đây là tủ đồ của thợ xăm thôi bà con. Kim, ngòi, châm, mực là ở bên trên. Nhỏ gọn lắm. Chỉ cần bao nhiêu đây đồ nghề thôi là tụi tôi đã kiếm tiền hàng ngày, có cơm đút vào mồm rồi. Ai? Còn mấy cái kiểu mà bông nong dạng nhựa nhỏ nhỏ, size nhỏ nhỏ dành cho những người mới nong như thế này là bên tôi cũng có nha. Size từ nhỏ tới lớn. Đó, còn những cái này là khuyên mũi tròn nè. Này là mình khuyên tai nè. Khuyên tai mà chút xíu à. Những cái vị trí nó đeo những cái khuyên dễ thương. Là mình chọn những cái này. Không ảnh lắm. Còn đây cũng là khuyên tai, rồi là khuyên ở xếp tâm ở mũi nè. Bên này là khuyên rúng.
sự long lanh lóng lánh là bà con khỏi khỏi phải chê nha, lóng lánh lắm. Máy này là khuyên lưỡi nè, khuyên má, khuyên lưỡi, khuyên rúng dài. Gì đây? Anh Đạt có khách miết vậy, giàu chứ nghèo nổi gì? Đạt. À bà con phải nói về sự giàu có ở trong tiệm tui rồi. Thằng Đạt phải gọi là giàu nhất. À, nhà có điều kiện, 18 tuổi là anh ấy là đã có một cái căn nhà riêng rồi. À, bây giờ cho thuê cứ hàng tháng là về nhà lấy cái tiền cho thuê đó đi mua vàng đeo thôi, chả làm gì cả. Còn tiền xăm mà úi giời ơi, chỉ có việc mà đi chơi với gái thôi bà con, không làm gì cả. Đi tiếp khách. Đi tiếp khách không? Mờ quá hả? Không biết sao cho hết mờ hả bà con. Dạo này wifi trong tiệm tôi cũng lắp hai cái rồi, xài thì cũng chia ra xài rồi. Nếu mà bà con muốn coi cho rõ thì xíu nữa coi lại, hoặc là mở tôi có post lên YouTube đó, coi lại nha. Ok, em tại Dubai, xíu nữa chị trả lời tin nhắn. Ship khuyên phải không? Máy khuyên nhỏ nhỏ trên tay hả? Máy khuyên nhỏ nhỏ đó, nếu mà dòng tròn trơn á thì khoảng 100 ngàn một chiếc, còn những cái mà long lanh lóng lắm thì khoảng từ 120, 150, 180, tùy theo mẫu bà con. Chắc do mạng mỗi nhà chứ em xem vẫn rõ. Ok, cho em coi bé kia. Bé kia đứng ở đây cho ta ngắm kìa. Bé kia đây. Tôi tình duyên không có tình kia. À, này là nông tay. Này là mới có size 10 thôi. Size 10 là nó sẽ nhỏ xinh như vậy nè. Đó, không muốn lộ quá thì nông nhiêu thôi. Ừ, không muốn lộ quá, nhưng mà mấy cái bông nông bây giờ đẹp lắm. Chờ tôi ít bữa tôi nhập mớ bông nông về nữa là cháy mắt luôn. Dạo này có chỗ để khuyên đồ trưng bày rồi bà con. Hồi trước không có chỗ, khách vô không biết mình bán khuyên gì hết trơn. Kìa bà Duyên đáng yêu rồi. Có ship ở xa luôn, ship tận răng khắp Việt Nam luôn. Tôi còn ship khuyên qua tới Campuchia luôn đó bà con. Mới gửi 2 triệu mấy tiền khuyên qua Campuchia. Ship tận quá đi công. Kìa nông đâu không bạn Duyên kìa. Duyên vô tư vấn kìa. Nếu mà nông liền trong vài phút luôn á thì nó đau bá cháy luôn. Còn cái này tôi nông trong một tuần là nó sẽ nông bằng cái này. Cái này nóng nhỏ lên thay gà, nóng này rồi nóng này rồi nóng bự lên. Nó không đau miếng nào hết trơn á. Đâu có chỗ để luôn. Đó, đó là cách nông mà nông từ từ. Bạn có thể tới đây bạn mua dụng cụ rồi về mình tự nông từ từ thì nó đỡ đau. Còn nếu bạn muốn tụi tôi nông liền ngay lúc đó có cái lỗ bự luôn á thì nó đau lắm. Chờ cảm giác thốn tận rốn nè con. Kìa trời, nó chuyện duyên quá trời. Đây. Hello. Hello. Lý Kê Vít. Anh thấy mấy ốc cho em. Vậy hả? Em mua tóc kẹp. Tóc giả. Khen đáng yêu rồi. Đáng yêu thiệt mà. Size cũng duyên là đang là size 8 hoặc 10. 10 á bà con, 8 á. Size này là size 8 bà con. Mình để vừa lọt cái đầu bút chì vô à. Đó, y như là cái gọt bút chì vậy đó. Bỏ được điếu thuốc vô đúng không? Bỏ được điếu thuốc lá vô á. Tại em đeo khuyên dài á. Còn của tôi đang đeo là size 16 nè. Đấy. Lỗ to chưa? Size 16 á. Trời ơi. Này nó giả kim cương nè bà con, mà nó nhìn nó bén hơn kim cương luôn á nha. Nhìn mấy chị chắc không? À. Duyên cũng sắp đích chân rồi nha. Do chân mà lên cái Duyên.
lại rồng rợn thôi à. Tự nhiên đứa thằng kia ghê lắm nha. Nông có bị hôi không chị? À có nha, nếu như em đeo khuyên bằng kim loại á là mỗi ngày em phải tháo ra em rửa một lần, còn em đeo khuyên bằng gỗ hoặc bằng nhựa thì nó ít bị hôi lắm. Có thể 2-3 ngày mình tắm rửa gội đầu mình rửa khuyên mỗi ngày mình tháo ra y như là lỗ tai rồi tháo khuyên bình thường vệ sinh thôi à, không sao đâu. Cái gì đây? 77 được máy thợ hả? Thợ gì? Thợ xăm hình xỏ khuyên dân 77 nhiều lắm. Tôi ở trong tiệm tôi thì ít, chứ ở nguyên Sài Gòn này thợ xăm với xỏ khuyên người Bình Định đây. Hello, full tay bên mình giá 10 tới 15 triệu. Chị Nhu đâu hả? Chị Nhu đang học ở trên. Nhu vẫn còn mới vô học à con, để cho nó tập trung học. Để ít bữa nó làm được đồ đi. Nó làm được tác phẩm kiếm khách rồi, bắt đầu cho lên livestream chiếm gió nhiều, kiếm khách chơi. À, xỏ khuyên môi như mình là 200 ngàn rồi con. Ở khoảng 3-4 tuần lành à. Hôm nay tái xuất lại hả? Mới lấy được cái Facebook. Cái này không phải đến đám mũi rồi con. Cái này là xỏ. Đây nè, xỏ nó qua nó cũng có cái lỗ như là lỗ tai bình thường nè. Rồi mẹ yếu. Trời ơi, xin lỗi bà con nha, nãy giờ wifi tôi có vấn đề mất kết nối. Tôi mới bật 3G lên nha. 3G nhanh hết pin mà nó mạnh hơn wifi luôn á. Không hiểu wifi giờ này cáp quang, cáp cuộn, cáp kiểu lừa đảo. Đây. Lỗ trên kích cỡ 16. À, em hiếu con này. Lỗ dưới là lỗ nào em? Em hỏi lỗ mồm hay lỗ mũi? Hả? Em thích kích cỡ nào? Sao anh chị kích cho? Hay là thích hỏi xoay? Hỏi xoay đắp xoay à? Sỏ lưỡi bao nhiêu ngày lành hoàn toàn hả? Mà 10 ngày bà con. Lâu lắm là 15 ngày là lành hoàn toàn à. Cái này nhanh lành lắm, y như là mình cắn vô lưỡi thì cắn hôm trước hôm sau mình đã quên rồi, mình đã thấy đỡ đau rồi. Thì cái sỏ lưỡi nó cũng vậy á. Nhưng mà sỏ lưỡi nó bị chậm 2-3 ngày bởi vì nó sưng. 2-3 ngày đầu sưng dữ lắm. Còn ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín là bắt đầu mình đã quen rồi, lành rồi. Hello bé Thi Anh Dư. Hình em sắp lột rồi chị Mai ơi. Sao đẹp không? Ổn không? À bữa nào lột cho chị cái fit back nhá. Xem bé áo đỏ xỏ khuyên được không chị? Dạ rồi. Dạ, Duyên. Cho ta coi à. Có giờ có đây xỏ không hay là sao? Mà nó xỏ nó khuyên trên mặt á hả? Đó. Cái này là xỏ má lúm à. Mà đột đang còn đỏ thôi, mai mốt hết đỏ à. Đó, cười có lúng sâu và cố luôn. Sợ sụn tim bao nhiêu như là nó chỉ yêu kìa. Sụn tay bao nhiêu ngày lần hả? Sụn tay như tôi là, để tôi chỉ bà con coi là cái này tôi xỏ 4 tháng là chưa lần nè. Cái trên này nè, đó. Tôi đang đeo bông nhựa đó, 4 tháng là giờ rời vô vẫn còn rêm rêm. Cái chỗ này 1 năm mới lần, cái chỗ này xỏ 3 tháng lần nè. Đó, còn máy này thì khoảng 3-4-5 tháng là nó lần rồi con. Có khúc này là tôi lâu lần nhất rồi. Ổn chị ơi, mê chịu à, ok. Vậy là được rồi. À bên mình nhận học viên mỗi ngày mà con. Đây nè, trên phòng học của mình nè. Không thấy anh Tỏi hả? Anh Tỏi dạo này bệnh. Dạ, anh Sự, em vô Sài Gòn lại rồi. Nè, đây là phòng học ấy. Một bên nam, một bên là nữ.
Trời ơi, tôi có mấy học trò nữ giờ biến lắm bà con ạ. À. Nó biến giống tôi vậy. Nhưng mà ít bữa nữa tôi mới xô hàng. Mới học để cho em nó tập trung học hành đi. So out from Philippines. Hello Philippines. Phun chân bên mình giá khoảng 25-30 tùy hình à. Sọ ma lấm 300 nha. Chồng chị đâu hả? Chồng chị ngồi ngoài kia. Sao? Ai hỏi hàng gì? Tôi trả lời comment là nãy giờ chém gió khước quá. Sỏ khuyên rồi mình có kiêng gì không? À, có kiêng mà con. Kiêng không ăn xôi mấy ngày đầu là đặc biệt là không ăn xôi nè. Rồi mấy thứ hải sản, thịt bò thì mình ăn cũng được. Nhưng mà ăn chút chút thôi, mình đừng ăn quá nhiều một bữa. Mình chia ra mình ăn chút vậy á thì không sao hết. Còn mà bữa tôi sỏ hai cái sụn tay nè. Xong rồi tôi đi biển Phan Thiết. Nguyên một ngày đó tôi cứ hải sản tôi ăn vô về tối nó bung mủ luôn bà con. Cái tôi phải tháo ra tôi thay khuyên nhựa. Lúc đó tôi đang đeo khuyên trang sức dạng như thế này nè, cái nó bung mủ, nó ép cái tay lại, phải thay cái bông nhựa nó dày ra thì mấy ngày nó mới hết mủ. Cool brother. Thank you everyone. Tôi đang ở Sài Gòn nè. Ai kiếm tôi ở Sài Gòn qua đây. Chứ bữa cứ về quê là gọi điện quá trời, hỏi chị có đang ở Sài Gòn không. Chắc ghé Sài Gòn làm quá giá hữu nghị như ở quê nha. Ok anh Sự, ghé Sài Gòn làm đi. Anh chuẩn bị vô Sài Gòn ha. Ghé vô đây anh. Chừng nào vô nói em, nói anh Vinh chuẩn bị nè. Sỏ khuyên má lắm, nó có lành cái lỗ sỏ lại không chị? Có chứ. Con bé Duyên nó mới sỏ cái chỗ này được khoảng tháng, đeo một tháng không? Nó đeo khoảng 2-3 tuần nó tháo ra là nó đã có lỗ rồi bà con. Xong rồi cái lỗ đó nó bít lại luôn, rồi nó bít lại y như da bình thường. Cái nó đỏ y như mình bị cục mụn á, khoảng 1-2 tháng là nó sẽ hết đỏ, là nó ra cái da bình thường luôn. Hoài Ân có sỏ khuyên không chị? Có luôn nha. Em nào sỏ khuyên lên nhà chị sỏ lên. Nhật đang ngoài đó nó sỏ khuyên á. À, chị Sài Gòn bên mình là số 7M đường 14 Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh nha. Học phí là 1.000 đô. Thì đây. Chị Mai vẫn đẹp như ngày nào mà trời ơi. Tôi đâu đẹp đâu mà ngày vẫn đẹp như ngày nào bà con. Tôi biết nhan sắc của tôi tới đâu. Anh Vinh em lên phòng chị là sao? Là sao vậy? Nói gì không hiểu. Hello Hà Nội chào hai vợ chồng khỏe không? Chúc hai cháu hạnh phúc nhiều khách. Dạ con cảm ơn cô Phấn nha. À tiệm ở quê là ở thị trấn Tân Hồng Hổ bà con. Ở bên trung tâm dạy nghề đó. Mấy em này ở quê phải không? Ở quê thì đi tới chỗ trung tâm dạy nghề ở bên cạnh đó có quán Mai Hoa đó em cứ đi thẳng vô em hỏi xăm mình. Với lại chị có đặt biển hiệu tattoo ở trên rồi mà cứ thấy tattoo ở đâu thì vô hỏi vậy thôi. À, tôi ở quận Bình Thạnh mà con. Tôi đẹp trong giới xăm hả? Trời. Nói vậy mắc cỡ quá. Thôi, hãy khi mình đẹp mình phải chịu thôi chứ bây giờ từ chối người ta kêu chẳng cháu. Đúng không? Thì tao mất 1 chiếc đồng hồ đi đâu. Hello. Xin chào mọi người.
Facebook này mới lấy lại được. Trời ơi, chúng nào mới lấy lại được Facebook này từ hôm qua thôi à. Bữa nay phát livestream coi còn kết nối được với 500 anh em không. Bữa trước tôi đăng mấy cái hình sexy nó khóa khóa đó. Mời anh Vinh lên sóng đi hả? Anh Vinh đang giải quyết, ngồi giải quyết công việc ngoài kia rồi bà con. Chào tôi chút nha. Thích tôi lâu rồi hả? Chào tôi chút. Gì? Sao? Do ai dắt chương trình nè. Mình là nướng mà. Nướng 300 độ thì con gì còn sống. Đó cũng vậy thôi mà. Nó chức năng giống nhau, công dụng giống nhau thôi. Nhưng mà đó giờ mình cũng xài đó bình thường. Dưới 18 tuổi qua tiệm chị xăm không? À, bên mình thì đã xăm cho nhiều người dưới 18 tuổi rồi, nhưng mà bình thường là những người đó, những người dưới 18 tuổi mình cần có phụ huynh cho phép hoặc là phụ huynh dắt đi. Tiệm tôi vẫn xăm cho những người 12, 13 tuổi, 14 tuổi, thường là người ta có phụ huynh dắt đi rồi bà con. Còn khoảng 16, 17 tuổi thì không có phụ huynh dắt đi hay là gì thì tụi tôi chỉ nhận xăm những hình chút xíu 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 như thế này thôi, chứ không xăm những hình bự như thế này nha bà con. Mất công mà tới bắt đền mệt mỏi lắm. Số điện thoại tôi là 0939293186 nha. Bên tôi cũng có xăm mí mắt vậy luôn bà con. Có thuốc tê cũng đau chút chút à, chứ không phải không đau nha. Cho bà con coi mấy con ghệ tiệm tôi à, nhu đó. Nhu mà mới vô học, giờ này còn phải ngồi học bài bà con. Ai lại bắt đền lỗi của mình đâu. Bởi vì lỗi của mình là nhận xăm nhâm người dưới 18 tuổi chứ bà con. Tôi ở đây có nhận xăm dưới 18 tuổi, nhưng mà tụi tôi vẫn khuyên khách hàng là chưa đủ 18, với lại khi mà mình chưa công ăn việc làm ổn định hoặc là mình chưa có nguồn thu nhập gì đó mà mình đi xăm á, thì mai mốt cái việc mà xin việc rồi nó rất là khó nha. Cho nên là mọi người phải cân nhắc kỹ. Bây giờ chị thấy rất nhiều em học sinh là đã đi xăm, thậm chí qua tiệm của chị những em học sinh nó không phải xăm một hai hình mà trước đó người ta đã xăm rất nhiều hình. Rồi là tiệm của chị không nhận xăm hình lớn cho người dưới 18 tuổi, nhưng mà mấy người đó, những cái bạn đó lại đi qua thợ bình thường, những cái thợ xăm ở nhà hoặc là những cái thợ mà tập xăm á, đi khung trước hết. Kêu giờ em lỡ có cái khung rồi, bây giờ chị tô giùm em đi, chứ cái khung xấu quá, giờ lỡ xăm rồi không xăm này cũng vậy. Cái tụi tôi cũng phải xăm thôi bà con, cũng có nhiều cái trường hợp lắm, chứ không phải là tôi lên mạng rồi tôi dụ dỗ mấy em dưới 18 tuổi ghé tiệm tôi xăm rồi này nọ để kiếm tiền thôi nha. Thôi kiếm tiền dạy mất công, hư hết tương lai ta. Cái gì cũng phải có phụ huynh cho phép dưới 18 đi em ơi. Có nhận thêm thợ không hả? Ở tiệm tôi đào tạo nhiều thợ lắm bà con. Hiện tại giờ khách không đủ cho thợ trong tiệm làm nữa, đừng nói nhận thêm thợ ngoài. Nên nếu mà bạn đã là thợ, bạn muốn xin việc vô tiệm tôi là tôi xin từ chối nha. À,
bên mình không có nhận học phí theo tháng mà là tính theo khóa mà con, một khóa 6 tháng. Hello Austin Nguyễn. Sao rồi, sang Mỹ sao rồi? Bữa giờ làm được nhiều chưa? Cảm giác làm sao? Chừng nào mở tiệm mà nói cho chị nha. Mời chị sư phụ sếp rồi. Mấy anh em trong tiệm rồi làm chuyến du lịch qua Mỹ chứ mày. Austin à, làm cái thiệp mời thì ăn khai trương sang Mỹ hiểu chưa? Đi ăn khai trương bên Mỹ. Nghe anh sang chảnh vậy nè. Austin Nguyễn này là học trò của tụi tôi ở bên Mỹ về học à, nhưng mà tôi mới học mấy tháng thôi, rồi qua Mỹ cậu ấy tập làm, rồi khi nào thành công thì sẽ mở tiệm. Đã cũng lên tùm lum rồi hả? Ừ à, vừa làm vừa tự rút kinh nghiệm nha em, rồi có gì thì cứ nhắn tin với gọi điện về thôi, gọi điện cho mọi người bất cứ ai. Tôi cũng mong mấy học trò của tiệm tôi mở tiệm thành công hết bà con. Trời ơi, cứ đứa nào cũng thành công cũng mở tiệm mà cái mời mình đi ăn khai trương, mình thấy khoái gì đâu á. Chị học trò mà học trò thành công mới khoái. Anh Lâm không làm chỗ chị nữa hả? À không, anh Lâm về à, quên, về Bình Phước rồi đi Hà Nội. Anh Lâm đi xăm dạo tùm lum á. Tôi thấy anh Lâm dạo này nó đăng Facebook nó đi xăm dạo tùm lum cũng nhiều khách phết á. Mở tiệm em mời qua lỗi có mà tìm lỗi fit thôi chị. Ờ đúng rồi, ai mới làm cũng có lỗi mà em. Rút kinh nghiệm được càng nhanh càng tốt, tránh để hậu quả do cho khách hàng quá nhiều. À, sai đâu sửa đó. Với lại mình làm mình cũng nói với những người đó là mình mới làm, có gì thì mình sẽ chỉnh sửa sau, sau này kinh nghiệm lại chỉnh sửa tiếp. Em biết xăm nhưng không có tiền đầu tư tiệm hả? À, mở một cái tiệm xăm bây giờ cũng cần phải đầu tư khá khá bà con. Tại vì bây giờ máy xăm mà tốt á, thì cũng là phải mười mấy triệu. Rồi một bộ mực cũng phải mấy chục triệu. Rồi chưa kể những đồ lặt vặt kia nữa. Thường là mình sẽ xài hàng nhập nhiều á, cho nên giá thành cao. Mọi người đừng nghĩ một cái hình xăm bình thường, xăm thì có thể mở tiệm bất cứ lúc nào cũng được, hoặc là dễ mở tiệm, hoặc là đồ nghề ít vốn ít không có nha bà con. À, nếu mà đã vô nghề rồi mình muốn đầu tư chuyên nghiệp á, thì mình cũng phải cần một cái số tiền lớn á. Nên mà ai mà muốn đi học xăm á, thì cũng phải xin gia đình hoặc là tự kiếm được một khoản khá khá nào đó để vừa học xong á, là mình có thể mua đồ nghề, mình có thể kiếm tiền được. Chứ còn học xong chỉ biết kiến thức mà không có đồ nghề thì cũng khỏi làm nha bà con. Hello Cherin Rosso. Cherin Rosso. Hey, hôm nay đang watching from the smile from Philippines. Oh yeah, thank you. I live in Saigon, Vietnam. I have many clients from Philippines. Very happy. Hi. Hai ba great porn. Sở khuyên hả? Sở khuyên thì không ăn xôi nếp rồi các thứ như thịt bò rau muống rồi tôm hải sản thì ăn chút chút thôi bà con. Được. Cái gì? Làm sao để đông khách ạ? À? Đây là câu hỏi gây nhức nhối của tất cả các nhà kinh doanh, chứ không chỉ có người làm xăm hoặc là làm gì đó. Từ buôn bán mà nói chung là bạn cứ kiếm tiền là bạn phải làm sao để cho mình đông khách này nọ, trăn trở lắm. Nhưng mà mỗi nghề nó có một cái chiêu à, còn cái chiêu như thế nào á thì tôi cũng không có nói ra, không có biết chắc chắn được. Tại nhiều khi mình cũng nhìn vô, lúc mình cũng đông thiệt đông mà lúc mình cũng ế thiệt ế bà con. Mình cứ kiên trì theo đuổi thôi, xong có khúc người có lúc. Hồi ngày xưa trời ơi,
nhiều khi tiệm tôi một tuần không có khách, ế phải cái lơ. Thế mà nhưng mà cũng có thời gian, trời ơi, một ngày làm không hết khách. Từ từ mới mở tiệm thì lúc nào nó cũng phải là mất mấy tháng tới ế ẩm cả năm trời luôn á bà con. Còn sau khi mà mình đã có uy tín rồi, mình đã có một lượng khách nhất định rồi, nó vô cái guồng rồi á, thì tự động khách nó cứ nhân lên. Tôi cũng không biết nói làm sao hết á. Cái duyên thôi bà con. Tôi thì nhiều lúc khách cũng đông là đông lắm luôn, mà nhiều lúc ế thì bà ế luôn vậy á. Tôi cũng không biết sao nữa. Ai làm kinh doanh hay làm nghề gì cũng cầu mong cho đông khách à. Gì đây? Còn vệ sinh lỗ mới xỏ thì mình dùng nước muối thôi, hay có cần dùng thêm loại nào nữa không? À, về vệ sinh lỗ xỏ thì có rất nhiều sự tranh cãi từ rất nhiều người, vì họ mỗi người dùng một loại dung dịch rửa khác nhau. À, có người thì dùng nước muối sinh lý như thế này để rửa. Có người thì dùng là cồn 70 độ để rửa. Nhưng mà tôi là tôi xài này, đó giờ tôi xỏ lỗ nào tôi cũng dùng một cái này hết rồi con, và cũng rất là hiệu nghiệm. Ví dụ như tôi đi ăn hải sản về cái nó bung mủ hoặc nó chảy nước hay gì đó, cái tôi rửa bằng cồn thì nó lại khô ráo, và tôi rửa mỗi ngày thì nhanh lành lắm. Rồi những cái người xỏ khuyên ở trong tiệm tôi, khách hàng tiệm tôi cũng đều khuyên là dùng cái này. Tại vì mỗi lần mình dùng mình chỉ thấm cái tăm bông chút xíu rồi mình rửa cái lỗ thôi, chứ mình không có phải là nhúng tay vô mà đổ trực tiếp lên. Cho nên xài cái này cũng ổn mà con. À, nước muối sinh lý thì nhiều người vệ sinh nhưng mà tôi thấy không ăn thua. Tại vì cũng có khách của anh tôi về tôi dặn xài cồn nhưng mà xài nước muối nó lâu lành mà cố luôn. Tùy thôi bạn. Cũng có dung dịch tẩy rửa đó làm povidin nữa, tùy theo bạn xài cái nào. Bạn cứ thấy bạn theo dõi, bạn vừa xài vừa theo dõi, thấy nó không ổn thì mình nên đổi cái dung dịch rửa vậy thôi. Đây, máy xăm cao nhất bao nhiêu tiền hả? Máy xăm cao nhất có cây 2 mấy triệu á bà con. Còn những cái mà phiên bản limited, phiên bản giới hạn thì cả 100 triệu, cả mấy trăm triệu cũng có nữa. Tùy. Nhưng mà loại bình dân thì cũng phải 5-6 triệu mới xài ổn bà con. Cột tóc nhìn dễ thương quá à. Duyên cột giùm á, còn tôi là tôi không biết cột. Tôi thấy vậy chưa, không biết điệu đà bà con. Tôi 30 tuổi rồi chứ không bao giờ tôi có cái lược á. Ngủ dậy là tóc cứ vuốt lên như thế này, không có chảy tóc luôn. Chị ơi em hỏi, cuối năm nay xanh, hơn nửa năm xỏ rốn được không ạ? Được em, hơn nửa năm thì mình đi xỏ được rồi. Nhưng mà sợ em mới sinh có mấy tháng thì em mệt mỏi này nọ, thì mình cứ để sinh càng lâu rồi mình hãy xỏ càng tốt. I hope someday I can go to your country to have my first tattoo. Really? Thank you for your supporting. It's very close from Philippines to Saigon. I hope someday I meet you here and put the ink into your skin. Mấy cái hình nhỏ bao nhiêu tiền hả? Hình nhỏ như thế nào? Bữa cuối tháng thấy hai vợ chồng ở sân bay Phuket đi về Sài Gòn, ở ngoài trẻ hơn nhiều. Trời, lại chim nào cũng có người vô kêu tôi trẻ hơn ở ngoài, ấy lộn, ở ngoài trẻ hơn ở trong lại chim nhiều lắm đó trời. Nhưng mà tôi cũng biết nữa, không biết tại sao cái mặt của tôi vô cái màn hình điện thoại nó cứ phèn phẹt kiểu gì á. Con nhìn nó bự con lắm, mà nhìn bên ngoài tôi nhỏ xíu à nên trẻ hơn. À, xỏ rúng của mình 300 ngàn nha.
Thank you Philippines. Thank you for watching me from Philippines. Lâu rồi không thấy anh chị, nhớ chị quá hả? Lâu không? Chị cũng mới bị khóa mỏng một tháng. 30 tuổi mà sao nhìn chị trẻ vậy hả? Biết sao nhìn trẻ không? Tại tôi xăm mình đó bà con. Xăm mình người ta kêu là nhìn như trẻ trâu á. Cho nên là tôi muốn nhìn tôi trẻ là tôi xăm mình vô. Không biết trẻ trâu hay gì mà dính chữ trẻ vô là được rồi. Vậy đây khá nhanh, em thích chị gần 4 năm rồi hả? Ghê, 4 năm luôn. Này là phải là fan cứng không? Chị có dịch vụ xóa hình xăm không hả? Không, bên tôi không xóa bà con. Thực sự ra cái xóa thì tôi cũng chưa biết ở trong giới xăm mà có cái chỗ nào mà xóa xăm mà nó cho khách hàng được một cái làn da ổn, không có sẹo nhất. Thường đó là nhiều người xóa xăm về xong rồi cái vùng xăm nè nó nổi sẹo gồ lên luôn, nên rất là mất thẩm mỹ. Nhiều khi người ta còn phải xăm che, nhưng mà cái hình xăm nó cũng không đẹp nữa. Trời ơi, nghĩ sao à? Thà mới khen tôi trẻ đây mà kêu tôi chị chắc sinh năm 89 hay 87 ta. Chắc chết, tôi mới sinh năm 90 mà khen tôi trẻ xong hỏi tôi sinh năm 89 hay 87. Lại trêu. Hello em Duyên, anh chị vẫn khỏe. Nói tiếng Anh hả? Nói tiếng Anh chút chút rồi bà con tại. Hồi đó cũng học ngu lắm, tiếng Anh này không biết gì đâu. Nhưng mà từ ngày mở tiệm xăm này, khách Tây vô làm nhiều, khách Tây vô sổ khuyên nhiều. Rồi mới đầu vô thì mình quơ qua quơ lại hỏi what do you want? Vậy là nó nói tattoo thì xong rồi mình kêu đưa mình cái hình show me the picture. Còn sổ khuyên nó kêu piercing là que xong nó chỉ là mặt mũi hay là môi miết gì đó là mình làm thôi. Rồi đến khi mà xỏ xong hoặc gì đó mình dặn nó ăn kiêng là mình nhờ ai giỏi tiếng Anh nó ghi cho mình một cái list á, mình dặn ăn kiêng hoặc dặn vệ sinh tắm rửa như thế nào đó là mình cứ đọc như thế thôi. Nhiều khi mình đọc hay quá, mình đọc thuộc bài quá cái nó tưởng mình biết tiếng Anh, nó nói ra một tràng cuối cùng mình chả hiểu gì. Không, mình lại phải dùng Google nó riết lâu ngày thì mình nói được chút chút rồi bà con. Đi học tiếng Anh ở trung tâm cũng đi học rồi. Nói chung là đi học tiếng Anh ở trường cũng học giỏi. Nhưng mà cuối cùng ra đời lúc mà ra gặp khách Tây á, mình không áp dụng được một cái gì hết á. Cái cuối cùng là mình phải trực tiếp nói với người ta, rồi mình nói sai rất là nhiều. Rồi tự động người ta sẽ giúp mình chỉnh sửa, rồi ngày qua ngày mình giỏi lên là bà con. Như giờ ví dụ những người không giỏi tiếng Anh đi, không học tiếng Anh đi, mà ra chợ Bến Thành đứng bán 1-2 năm nói tiếng Anh như sợ. Cái đó gọi là học tập là do môi trường đó bà con. Nhiều khi môi trường của mình ở trong tiếp xúc tiếng Anh nhiều là tự động mình cũng biết rồi, chứ không cần mình phải học giỏi hay là gì hết. Sếp tâm về khuyên mới chưa chị hả? À Thi ơi, sắp rồi, chị đang chờ nè. Bữa giờ cũng mười mấy ngày rồi, chắc nó sắp tới rồi đó. Thường hai mấy ngày nó mới tới. Sáng mới giao mực cho em á. Giao mực gì ta? Sáng mới giao mực cho em, giao mực xăm hả? Supply nào đây? Sáng nay giao mực gì hả? Ai biết? Thôi bỏ. Không. Có người tên là TT bảo là hồi sáng mới giao mực cho mình. Không biết supply nè hay là như nào. Hello. Tóc tôi làm duyên nó bệnh dùm bà con, chứ tôi đâu có biết thắt bính đâu gì đâu.
tóc giờ đó giờ tôi chỉ biết vuốt 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 lên vậy thôi, chứ không biết thắt bên. Đây. Thấy cái bàn để khuyên là thấy mê không? À, nhỏ gọn nhỏ xinh. Đó. Đây là thế giới của Sở Khuyên nha. Bà con thấy ở nước ngoài nó Sở Khuyên ghê chưa? Đấy, đấy. Nông này. Nông kìa. Nông to thế này cơ mà. Kìa. Nó Sở quanh miệng đó kìa. Nguyên một hàng luôn. Nhưng mà tôi thấy Sở như thế này là nó hơi bị kinh dị bà con. À, đây là style mà gọi là hát con một tí à. Còn bình thường mình sở trang sức á, thì mình chỉ cần điểm nhấn nhẹ nhẹ thôi đó, điểm nhấn nhẹ nhẹ như thế này đó, mở mấy cái dễ thương lên cho mọi người coi coi đó. Đó, trời ơi nữ tính chưa. Những cái khuyên này á, bà con có thể ra tiệm vàng mình đặt không? Mình mất khoảng 500-700 ngàn tiền công rồi đó, nhưng mà mình có một vàng khuyên rất là xinh, cute. Bà con qua tiệm tôi đi, sỏ 150 lỗ à. Chỗ lỗ nào khó thì 170 hay... Đây nè, tiệm tôi có mấy khuyên này nè đó. Qua mua nha không đó. Đeo mấy cái đó. Mấy cái khuyên nhớ này cũng có luôn nè à. Trời ơi nữ tính, bye bye. Tại mai mốt cái chỗ này nó lành rồi tôi xỏ tiếp. Tôi xỏ tiếp mấy lỗ. Ở đây. Nhà tôi có bán mấy khuyên này nè. Đó, qua lựa nhau. À, mấy khuyên này cũng có nè. Dòng có hết. Dòng như thế này cũng có nè. Qua mua nha hôm à, mấy cái như thế này là có hết luôn nè. Nè đó, nguyên tay nhìn xa xa là biết có điều kiện rồi. Mai mốt tôi lấy chồng, ai mà lấy tôi là phải đeo hết bông tai cho tôi mới chịu. Sỏ đâu à, à, khuyên rúng nè. Xếp tâm mà. Trời, em lên điện thoại này em đẹp dễ sợ. Nghe không? Bình thường cũng đẹp vậy. Cái này là... Thôi bây giờ là tôi phải ăn cơm đây bà con ạ. À, cơm đã lên rồi. Có gì là tối nay là live stream chém gió với bà con à, để cho bỏ những ngày tháng xa nhau nhớ nhung nhé. Thế nhớ bye bye. Mom đây.